Xin chào các bạn. Trên bàn mình đang có đây là cái bộ cái kit. Một cái kit dùng để kiểm tra cho axit bình ắc quy trong ngành sản xuất và bảo dưỡng bảo trì xe hơi. Thì sơ bộ đây là cái chỗ để cho mình để các món đồ. Thì nó bao gồm 12 chi tiết. Cái này mình sẽ xách tay. Ok. Đây mình bẻ cứng lên đây cái nó có cái vòng này nó sẽ đi vào đúng cái chốt này này. Nhưng mà thôi bây giờ mới mình lấy của khách hàng đặt cho mình là review thì mình sẽ không làm cái đấy. Em đẩy mạnh lên đây ha. Đó, thì nó sẽ là thành cái tay sách thôi. Được chưa? Và cái hộp nó như vậy nó có cái bao chứa. Ở trên đây mình sơ bộ tí xíu, mình lấy rút cái đồ ra. Nó có 12 phụ kiện nha các bạn. Bao gồm cả cái hộp đen xì này. Đó, mình xách tay như thế này. Mình bẻ nó qua đây thì mình xách nó sẽ đúng hơn, nhưng mà thôi mình để nguyên vậy đi ha. Đó, nó có các cái chỗ để cho mình cài các cái món đồ vào đây. Được chưa? Các khay trong đây, phần này phần đáy là đáy rỗng. Trong trường hợp mà nó rơi rớt cái gì xuống đây là mình có thể xịt rửa được ha. Đáy rỗng nè. Đó. Được chưa? Họ làm hình chữ V như thế này để cho nó hướng tất cả các chất lỏng hoặc cái chất bụi bẩn nó đi cặn xuống đi xuống dưới đây. Mình làm dễ làm vệ sinh. Còn hai cái ngoe hai đầu này để cho các bạn đựng phụ kiện của nó. Đây đựng cái gì? kích thước trước đi ha. Kích thước để anh em ước lượng xem, là bởi vì nhìn video có thực tế bên ngoài sẽ khó ước lượng. Để cái thước ở đây cho anh em thấy nè. Kích thước của nó khoảng 290. Ngang 290. Chiều này là 150, chiều cao 190. Không bao gồm cái quai này ha. Đó, để anh em ước lượng tấc 9. 2 tấc rưỡi. À thì hai bình đựng axit này. Họ cho hai cái bình này luôn. Thì đây là một chi tiết ha. Để anh em chút axit từ trong bình ra, chút axit mới, axit cũ gì đó vào cái bình này. Để anh em đựng axit thì cái bình này mình nó không có chỗ chứa thì anh em để riêng nó ra bên ngoài. Còn hai cái bình như thế này bằng loại nhựa mà nó có thể chịu được axit, mình sẽ để riêng qua đây đi. Riêng qua đây ha, nó có hai cái bình này. Rồi. Để xem nó có cái gì. Trước tiên là cái món này là cái cây chiết axit. cái này dùng cụ này dùng để mình chiết axit ra. Cái này là bằng cao su này, cái ống này để mình rút axit ra. Mình làm nhanh cái này đi ha. Thực ra có nhiều thứ nhanh quá không được. Đây thì mình bỏ vào mình nhúng rồi mình chiết axit ra, chiết ra từng chút một đó. Rất là đặc biệt cái cây này. Còn nhựa con đầu cao su nó chịu được axit nha các bạn. Là một món. Rồi. Món thứ hai. Ủa, món này món thứ hai rồi, món bình kia là món thứ ba rồi. Nó có đi theo họ đi cho mình thêm một cái kìm. Kìm cắt, kìm đầu răng á, kìm đầu bằng á, đa năng. Ha, để các bạn bỏ nó vào trong đây. Rồi. Hai món, món này. Đây là cái gì? Đây là cái cảo ha. Cái cảo hai chấu để anh em mình tháo các cái chi tiết liên quan đến cái bình ắc quy ra. Cảo liên quan cái một số cái kẹp chì rồi đó, nhỏ bé xinh xinh. Ok, cảo hai chấu này anh em làm bên xe hơi sẽ biết này, cảo móc các cái điện cực ra, cảo hai chấu này móc các điện cực ra liên quan đến bình ắc quy ha. Đó. Ok, độ mở của nó 50 thôi. Tiếp tục cái gì đây? Cái này là cái phù kế để đo tỷ trọng axit ha. Mình cũng có làm video riêng về cái này rồi, anh em có thể coi riêng ha. Cái nắp này, một cái ống, một bộ của nó như thế này nó sẽ có 3 cái các bạn ha. Đó. Anh em cố gắng giữ cẩn thận bắt cái này nó mới là đo để đo tỷ trọng theo nguyên lý lực đẩy axiomet. Mình gắn cái này vào đây. Các bạn có thể coi riêng video về cái phù kế này riêng. Ok. Mỗi lần mình sử dụng xong mình có thể đem mình làm vệ sinh gì đấy. Tùy mình ha. Rồi. Các bạn có thể bỏ nó vào đây.
Ok. Thường là mình cắm xuống như thế này. Đại khái vậy. Rồi, cái kìm bỏ vào đây. Cái này bỏ vào đây. Đây là cái chỗ đâu cắm phục cái đây đó. À. Bên đây. Đắp vào. Rồi, tiếp theo cái này. Đây là bao gồm 4 món. Một là cái miếng này là cái miếng để cho mình làm sạch cái đầu điện cực ha. Đây nó dạng lưới ở bên trong này này. Mình nhét cái điện cực vào bên trong đây và mình xoáy ha, thì mình nó sẽ làm sạch cái điện cực bên dương. Còn cái đây là cái đầu này là đầu giống như cái chổi gì đó. Rồi mình nhét vào các cái lỗ của cái bình ắc quy á để mình làm sạch cái lỗ bình ắc quy. Trong trường hợp bạn làm vệ sinh này nó dạng côn. À, cái này các bạn phải mua riêng được. À, xoáy điện cực đây để làm sạch. À, giống như cái bàn chải hai chiều vậy đó. À, xoay vào đây xong. Bỏ nó vào đây. Cái này là một cái tô vít hai cạnh. 1.2 8.08 là độ rộng của cái này, 1.2 là độ dày. Nó có cái gốc bằng lục lăng ở đây. Để anh em có thể dùng cộng thêm với lại một cái lem led. Em vặn các cái mối tiếp giáp điện ấy. Đấy ha. Bỏ vào đây. Một con dao nhíp cán gỗ rất là đặc biệt bằng inox. Đó. Rất là cứng. Ây da. Ây da. Đó. Thấy anh em mình gọt dây hoặc là cạo làm vệ sinh. Nhìn con đây mình ắc quy. Mình ắc quy xe thì anh em lần nào làm về xe hơi, bảo trì bảo dưỡng xe hơi, bình ắc quy cho xe tải hay là gì đó, xe cơ giới gì đó thì anh em có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm về việc tại sao phải cần có cái con dao này, tại sao nó lại có cái đốt này. Cẩn thận ha, nó rất là bén. Một cây cà lê đầu, hai đầu miệng đầu 10 và đầu 13. Lý do tại sao lại 10 13 thì chắc là bình ắc quy của xe hơi ô tô gì đó thì họ chỉ sử dụng hai con đốt này để còn siết các cái mối tiếp giáp á. Tiếp bỏ đây chứ hả? Cái này là cái gì đây? À, một cái kìm mỏ quạ. Kìm mỏ quạ. Cái này nó có một khẩu. Dao ra. Dao này trước khi sử dụng bạn có ngay công dụng ngay này. Bây giờ lò xo cứng gì, khỏe gì. À. Cắt đây, ủa bén dữ. Cái này mã hàng của nó là 130BI240 10 inch. Kìm mỏ quạ made in Germany luôn. Đó. Kìm mỏ quạ ha, này số đẹp chứ ha. À, ok, bỏ vào đây. Quan trọng nhất là cái này. Cái này là cái đồng hồ đo. Mình sẽ gỡ nó đây. Đây nó có tài liệu hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ dịch chi tiết để trên website anh em có thể vào đó đọc. Đây nó có bản tiếng Đức không? Chắc mình phải dịch cho tiếng Anh trước rồi mới dịch cho tiếng Việt được. Rồi ok. Bỏ vào đây. Rồi. Nhân vật chính đây. Đây là cái đồng hồ để cho bản đo bình ắc quy. Nó vẫn còn cái lớp gang ti thì khi nào anh em dùng thì em gỡ cái gang ti ra thì nó đo điện áp. Còn trên cái ắc quy ha, nó giống như là cái VOM rồi. Đây nó có công tắc on off. Thì bạn nhấn lên đây cái là bản đo, và bạn bung ra thì nó tự động nó sẽ ngắt. Đây là hai cái kẹp. Kẹp chì ha. Rồi. Bên đây nữa. Như vậy ở đây bạn của bạn để ý ở đây là hai cái miếng này nó bằng đồng. Cái này nó màu đỏ, cái này màu đen. Màu đỏ bạn cặp vào đúng vào cực dương của cái bình ắc quy. Ha. À, đó. Thế nếu mà bạn đo thì bạn có thể xách ở đây. Xách như này bạn có thể treo lên trên kệ cũng được. Mã số của cái này là 270. Như vậy, đằng sau đây nó có rất là nhiều thông tin liên quan. Đây là toàn tiếng Đức thôi. Có cả tiếng Anh luôn. Có cả tiếng Anh. Cả tiếng Anh đến thì mình sẽ dịch cái này ra.
copy đi, chụp đi. Mình sẽ dịch cho cái này để cho anh em đọc cho nó dễ. Ok. Rồi, như một bộ như thế này nó sẽ có 12 chi tiết. Riêng cái này mình xách riêng rồi ha. Còn tất cả các cái phụ kiện khác thì anh em có thể bỏ vào trong đây. Dao, dựa gì đấy, dao bỏ hết vào đây. Nếu bạn bẻ cứng cái này sang đây nó gạt sang đây, khóa cứng cái này vào. Qua đây. Thôi cái dành cái việc đó cho người mua cái cục này đi. Mình xách một cái chi tiết hộp đầy đủ như thế này. Bỏ này vào đây. Đó, ngoài ra các bạn có thể đựng thêm các thứ khác nữa. Tí. Đó, bỏ này vào đây được không? Được luôn. Đó. Đủ luôn ha. Tô vít này, vít để đây. Rồi. Nhưng mà sẽ một cái bộ kit như thế thì mình sẽ có hai thứ để cho mình xách theo. Một cái bình đồng hồ để đo bình ắc quy đó. Battery tester. Ok.